Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hoán đổi vị trí mỏ đá Ông Gai thúc đẩy tiến độ cao tốc Bắc Nam. Công ty đá Hóa An 1 đang làm thủ tục thăm dò xin cấp phép vị trí mới thay cho mỏ đá Ông Gai nằm trong phạm vi dự án cao tốc Bắc Nam. Ngày 27 tháng 5, ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, công ty đá Hóa An 1 đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thi công. Theo ông Huy Anh, hiện công ty đá Hóa An 1 đang dọn dẹp, khai thác lượng đá còn tồn tại mỏ đá Ông Gai, đồng thời tập trung di chuyển máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi thi công của cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận thông tin, công ty đá Hóa An 1 đã được cấp phép khai thác từ năm 2015, trước khi hình thành cao tốc Bắc Nam. Sau đó, dự án cao tốc được thiết kế đi ngang một phần mỏ đá Ông Gai, phần còn lại nằm trong phạm vi bán kính an toàn nổ mìn. Việc này đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Do đó, tỉnh Ninh Thuận đã thu hồi mỏ đá Ông Gai và hoán đổi cho công ty đá Hóa An 1 vị trí mỏ khác. Hiện, công ty này đang làm thủ tục để thăm dò, xin cấp phép ở vị trí mới. Đến nay, công ty đá Hóa An 1 đã dừng khai thác, chỉ giải quyết lượng đá tồn trên mỏ. Các bên đã thống nhất phương án xử lý. Ông Huy Anh cho biết, liên quan đến dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận tỉnh Ninh Thuận, ông Huy Anh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo gấp rút làm thủ tục cấp phép hai mỏ đất tại xã Phước Hữu và Phước Vinh để cung cấp vật liệu cho cao tốc. Ngoài ra, tỉnh đang tạo điều kiện cho dự án thi công bằng cách cấp phép hạ cốt cho các hộ gia đình. Các sản phẩm tận thu hạ cốt này chỉ được bán cho công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Trước đó, BLO đã thông tin việc công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại phân đoạn dự án đi qua địa phận huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, công ty đá Hóa An 1 khai thác mỏ đá trong khu vực đã giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ dự án. Ông Phạm Văn Thưởng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, công ty đá Hóa An 1 đã đào vào nền đường cao tốc sâu 20m, chiều dài hơn 100m để khai thác đá tại mỏ đá Ông Gai. Theo ông Thưởng, việc khai thác trái phép trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đã gây khó khăn cho nhà thầu thi công. Các đơn vị tư vấn phải nghiên cứu tìm giải pháp thiết kế để đưa ra phương án thi công đoạn này do nền đường đã bị yếu. Việc khai thác đá tại khu vực này làm phát sinh khối lượng đắp nền đường hơn 80.000 mét khối đất, đá. Sau khi BLO phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời các bên lên làm việc, giải quyết dứt điểm vụ việc để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bắc Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.